Xin chào mừng tất cả các em đến với kênh Thầy Chính Vật Lý. Nếu đây là lần đầu tiên các em biết đến kênh này, thì thầy xin giới thiệu một vài chi tiết để chúng ta theo dõi cái video được tốt hơn. Thì trong phần hôm nay đó, thì thầy sẽ giải cái bài các bài tập về cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Trong cái cuốn sách này thì nó có 4 phần: cơ học, nhiệt học, điện học và quang học. Và thầy sẽ giải lần lượt từ bài 1 ở phần cơ học, giải cho đến hết cuốn sách. Và mỗi một ngày thì thầy sẽ up lên một cái bài giảng chúng ta tiện theo dõi. Và thầy nghĩ rằng là nếu để chúng ta mà học tập được tốt á, thì thầy nghĩ là chúng ta nên mỗi một bạn là nên có một cái cuốn sách cho mình. Thì cũng rất là dễ dàng thôi, mình ra ngay cái tiệm sách ở gần nhà mình, ở gần nơi mình ở nhé, để mình có thể sở hữu cho mình một cuốn. Còn nếu các bạn mà lười á, thì thầy có cái phương án cho các bạn. Thì hiện nay là các cái trang thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee họ bán rất là phổ biến. Thì thầy cũng đã tìm và cái đường link thầy để sẵn ở dưới cái phần mô tả đó. Thì chúng ta nếu mà mua qua các sàn thương mại điện tử thì chúng ta chỉ cần kích vào các cái đường link đó, thì đến những cái sàn thương mại đó thì chúng ta mua nó rất là tiện, và họ có thể ship tận nhà cho chúng ta. Và hy vọng rằng là các em là khi có cuốn sách rồi thì mình sẽ học tập được dễ dàng và tốt hơn. Và bây giờ thì mời các bạn là theo dõi tiếp ở cái bài học ở phần phía sau. Rồi, xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải đến bài 169. Đề bài như sau: một ngọn đèn có khối lượng M bằng 1 kg được treo dưới trần nhà bằng một sợi dây. Người ta đã treo đèn này bằng cách luồn sợi dây qua một cái móc của đèn và hai đầu dây được gắn chặt trên nền nhà. Hai nửa sợi dây có chiều dài bằng nhau và làm với nhau một góc 60 độ. Hỏi sức căng của mỗi nửa sợi dây là bao nhiêu? Hỏi sức căng của mỗi nửa sợi dây là bao nhiêu? Thì mình thấy là cái đèn này nó treo ở cái sàn nhà như thế này. Bây giờ thầy chụp riêng ra đây để thầy vẽ thêm hình vô nha các bạn. Này. Đúng ra là vẽ lại cái hình khác á, nhưng mà vẽ nó mất thời gian quá nên là thầy chụp lại cái hình của họ. Rồi thầy bổ sung thêm vô. Này. Ví dụ như là cái hình của họ đây, thì bây giờ thầy vẽ thêm nè. Rồi, vẽ cái màu khác để cho nó dễ nhìn. Rồi, thì ở đây mình thấy nè. Nói luôn các bạn là cái bài này á, thì thực ra mình làm theo cái phương pháp là ở cấp 2 không có dạy cái phương pháp này đâu. Cái phương pháp này là liên quan tới hình chiếu. Hình chiếu, phép chiếu của một vector đó. Thì cái này thực ra là lên cấp 3 thì người ta mới dạy kỹ. Và có dạy, chứ còn cấp 2 thì không có dạy cái phần này. Nên là khi mà ôn học sinh giỏi thì thầy cũng không ôn những cái bài như thế này đó. Không ôn, tại vì ít khi trong các cái đề thi thì ít khi họ ra cái đề như vậy. Và bởi vì như thầy nói rồi, cái phần kiến thức mà cái hình chiếu của vector này thì lên cấp 3 người ta mới dạy, nên họ đưa vô vậy thôi. Nên là ở cái phần này thầy vẫn giải. Thầy vẫn giải cho mình. Là để mình, nếu bạn nào có nhu cầu muốn tìm hiểu để coi cái cách người ta giải, thì để mình biết tại sao cái phần đó họ giải như vậy. Ở cái phần phía sau sách đó, thì thầy cũng giải cái bài này cho mình. Theo cái lộ trình là bài nào thầy cũng giải hết. Chứ còn thầy cũng nói trước là nếu mà ôn ở nhà, mà ôn mà đi dự thi các cấp của cấp 2 mà ôn á, kể cả ôn môi trường chuyên luôn, thì hầu như thầy cũng không thấy cái đề như thế này họ ra, ít khi thấy đó. Nên là khi ôn là cái phần những cái bài như thế này là hầu như là thầy cũng để sau cùng, hoặc là bỏ qua luôn, sau đó thì cũng không để ý tới nữa. Và bao nhiêu năm nay thì ở cái chỗ mà cái địa phương của thầy dạy đó thì cũng không có đề nào ra như vậy hết đó. Rồi, thì cái phần này là như thế nào? Thì cái đèn này thì mình biết là tất cả mọi vật khi treo lên thì nó đều có trọng lượng của vật, đúng không? Đây nè, trọng lượng của vật. Trọng lượng của vật thì là động lực tác dụng lên vật là có phương thẳng đứng và chiều từ trên xuống dưới. Đó, nó sẽ tác dụng lên cái đèn và nó kéo cái đèn xuống dưới như thế này. Đây là trọng lực B. Nếu chúng ta vẽ vector thì đây là vector lực B nè. Đó. Rồi. Thì thầy vẽ dài trên cái đường này nè, cái trục này nè. Tí nữa thầy sẽ chiếu hai cái vector còn lại trên cái trục này luôn. Thầy vẽ trùng với cái đường này luôn nè. Đó, nha. Vẽ trùng với cái đường này nè. Rồi, đó, trùng với cái đường đó.
mà thầy cho thêm điểm vô, thầy đổi cái màu khác để cho nó nổi lên. Đó. Ví dụ như là đây là điểm A, đây là điểm B. Đây, cho nổi lên, đây là điểm B. Đó, bây giờ đây là điểm A này. Đây là điểm B. Rồi ví dụ như cho đây là điểm C đi, C là chỗ cái hai cái tia này nó giao nhau tại đây nè. Đó. Thế thì trên cái dây này á, nó sẽ có cái lực căng T1 với T2, vì hai cái dây này nó dài bằng nhau nên cái lực căng nó chia ra hai bên này, hai cái lực này nó như nhau. Cái lực T1 này nè với cái lực T2 là nó cũng bằng nhau đó các bạn. Đó, mà vectơ lực thì thầy biểu diễn cái lực này. Bây giờ muốn tính nó ra cái góc này là 60 thì trên cái trục này nó sẽ chia đôi cái góc bên này nè, một nửa bên này là sẽ 30 độ. Thì còn nửa còn lại là 30 độ. Đó, rồi bây giờ thầy mới vẽ thêm một cái đường giả sử bắt đầu tính từ điểm bên này nè. Cái lực chỗ này bắt đầu cái vectơ lực. Cái vectơ lực T1 này nè. Đó, là được tính từ cái góc là ngay chỗ cái điểm giao nhau đây. Đây. Lên đây. Ngay chỗ này đây ha, là nó lên trên này, đây là cái vectơ T1 thì bên này T2. Cái lực T2 đó. Rồi, thì ngay chỗ này nè, thầy vẽ một cái đường nối. Đây, chiếu nó xuống là thực ra đây nè. Nó chiếu tới đây nó dừng ngang, nhưng mà tại vì qua bên này cái lực nó cũng y vậy nên thầy vẽ sẵn tay thì vẽ qua luôn nè. Đó, ngay chỗ này. Thì cho cái mũi tên ngay chỗ này nó mới nó hợp lý nè. Đó, cái mũi tên nó ngắn thôi. Ví dụ bên này tới đây thì cái chỗ này cái mũi tên nó tới đây thôi các bạn nè, cho nó dễ nhìn. Đó, hiểu không? Đây là cái lực T2 nè. Đó, cả cái đường dài đây nè. Đó, thì đồ lại bằng tay ha, nhìn thì nó không được đẹp. Đó, đây là lực T2, còn đây là lực T1 nè. Đó, đồ lại bằng tay nha. À, rồi, đó. Thế thì khi mà chiếu lên có nghĩa là mình vẽ từ đây xuống đây nó sẽ được một cái lực nó trùng với cái đường này luôn. Đó, nó trùng với cái đường ở giữa đó. Trùng với cái đường ở giữa này nè. À. Và từ chỗ này đến đây nè thì cái vectơ lực này thầy gọi là cái lực T đi. Đó. Cái lực T thì cái bên T2 mà chiếu xuống nó cũng trùng với cái đường này luôn. Đó. Trùng luôn, đây là T nè. Cái lực này là lực T nè. Rồi, thì cái T1 mà chiếu xuống cái phương vuông góc này nè. Cái đường vuông góc với cái trục cái trọng lượng của vật này, trọng lực đây nè thì được cái lực T này chưa, vectơ lực T. Còn bên này cũng vậy. T. Thế thì ở trên này là hai cái vectơ lực T1 T2 nó chiếu lên cái trục này nó sẽ trùng với cái T này luôn. Vậy thì mình thấy cái mũi chiều mũi T nó đi ngược lại so với trọng lực B. Có nghĩa là về độ lớn hai cái lực T này cộng lại là bằng cái trọng lượng B. Và cũng dễ hiểu thôi, tại vì trong thực tế là cái trọng lượng B của cái đèn này nè, nó treo lên thì nó sẽ hai cái dây này sẽ chịu tất cả cái lực do cái trọng lượng của cái đèn gây ra, nên là hai cái lực này cộng lại thì sẽ bằng trọng lượng B, là điều hợp lý. Rồi bây giờ họ cho cái góc độ là cái góc này nè, góc hợp bởi giữa chúng á là 60 độ, thì cái đường mà đi qua cái trọng lượng B này nè, cái đường vuông góc với cái dây nè, cái dây treo này nè, thì là nó chia làm hai góc bằng nhau, thì cái góc bên này 30 độ, góc này 30 độ, thì cái góc này là chắc chắn là góc vuông rồi nè, nó vuông góc với cái đường dây trục này là 90 độ, thì góc này 30 thì cái góc còn lại này là 60 độ, được chưa? Đó, thì ghi ra đây 60 độ. Tương tự cái góc này cũng 60 độ này, mình làm một bên thôi mấy bạn. Tại sao? Tại vì hai bên nó như nhau, hai cái lực căng T1 và T2 nó bằng nhau. Đó. Thì đầu tiên mình ghi ra đây, mình trình bày ra đây một số cái nè. Đó. Ta có là họ cho khối lượng M là bằng 1 kg này, là cái thứ nhất nè. Rồi. Hỏi sức căng của mỗi nửa sợi dây là bao nhiêu? À, bây giờ mình nói nè. Gọi sức căng của mỗi nửa sợi dây là T1 này và T2, được chưa? T2.
có là cái T1 này là bằng T2, là bởi vì cái trọng lượng B này nó phân phối đều trên hai sợi dây và hai sợi dây này dài bằng nhau nên hai lực căng này nó sẽ như nhau. Rồi, bước 1 đó là mình chiếu hai vectơ lực này, hai vectơ lực T1, T2 lên cái trục này là CH đi, ha. Cái này là điểm H đi, lên trục CH đó. Ta được này. Lực T đó. Lực T. Rồi, bây giờ giả sử là cái chỗ này là T1 này, T2 ngay cái đầu bút này luôn, mà cho chỗ này là cho điểm Y đi. Đó, Y này. Xét tam giác CIT2 đó. Xét tam giác này CIT2 thì ta có điều gì? Thì ví dụ như thầy muốn lấy cái góc này nè, sin là bằng đối trên huyền, sin là bằng T trên cho huyền là cái cạnh T2 này nè, đó, có nghĩa là sin 60 độ. Cái góc đó là 60 độ, em lấy cái góc dưới này 30 độ cũng được. Đúng không? Đó, thì mình lấy góc nào cũng được, sin là bằng đối trên huyền, đối là cái cạnh CI. CI chính là cái lực T, đó, lực T trên cho huyền. Sin là đối trên huyền, huyền là cái cạnh T2, đúng không? T2. Đó. Vậy thì từ đó thầy sẽ suy ra. À, rồi. Vậy là suy ra cái lực T của mình á. Đây là nhân lên là bằng T2 nhân sin 60 độ. Đó, là ra được cái lực T. Rồi. Tiếp theo nữa nè, khi dây treo cân bằng nè, khi dây treo cân bằng thì ta có điều gì? Ta có thì nhìn lên cái vectơ lực thì mình thấy là cái lực T chỗ này nó có hai lực, hai hình chiếu nó lên nên nó trùng nhau chỗ này là hai cái lực T cộng lại là bằng cái trọng lượng B nó lôi xuống dưới, đúng không? Nên là mình ghi là T nè cộng T nè là bằng trọng lượng B. Được chưa? Đó, vậy thì mình muốn tính được lực căng T2 với T1 thì từ đây mình thế vô T là mình thế T2 nhân sin 60 độ vô. Vậy T cộng T là 2T cái này nè, 2T là bằng trọng lượng B nè. Rồi bây giờ mới thế vô nè, 2 nè, T là tên T2 nè nhân sin 60 độ nè. Rồi bằng B là 10m nè, 10 nè nhân M1 nè, M là 1 nè. Đó. Rồi bây giờ thầy thế số vô 2 nè nhân T2 nè sin 60 độ là căn 3 trên 2. Rồi bằng bên đây là 10, 10 nhân 1 là 10. Vậy suy ra T2 là bằng 2 với 2 bỏ đi, còn 10 chia căn 3. Đó. 10 trên căn 3. Và thường là người ta đưa cái căn lên trên tử. Có nghĩa là 10 nhân cả tử và mẫu cho căn 3 thì 10 căn 3, ở dưới căn 3 nhân căn 3 nó ra 3. 10 căn 3 trên 3. Và nếu chúng ta tính toán thì chúng ta bấm máy tính thì nó ra đâu đó được gần xấp xỉ là 5,77 Newton. À, vậy cái T2 là lực căng trên nhánh này thì T1 trên nhánh này nó bằng nhau, được chưa? Đó. Thì mình có thể mình kết luận lại một lần nữa. Vậy lực căng của mỗi sợi dây là thì hai cái lực căng này nó bằng nhau, T1 này là nó bằng T2 và hai cái lực này xấp xỉ là 5,77 Newton. Rồi, vậy là mình đã giải xong cái bài 169. Đó, không biết thì các bạn có cái phần nào cảm thấy khó hiểu hay không? Thầy nghĩ khó hiểu là có rồi đó, tại vì nếu mà các bạn xem đây á, khi mà chúng ta ôn coi những cái kinh này của thầy đó thì tất cả là thầy thấy là đa phần là đều là học sinh cấp 2 cả. Chứ cấp 3 thì họ không 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 còn xem cái kinh này nữa rồi, phải không? Thế thì xem thì cái phần này hầu như là thầy nói mới.
nên là các bạn đọc vô thì đọc một lần thì có lẽ là nó khó hiểu là chắc chắn rồi. Cũng không hiểu cái nguyên lý tại sao thầy chiếu được cái hình đó lên như vậy. Tuy nhiên thì thầy cũng làm là bởi vì đâu đó có nhiều bạn mình đi ôn ở những thầy cô khác đó, thì họ cũng đã có thể là có dạy cơ bản về cái phần này. Thì khi chúng ta đọc ở đây thì chúng ta xem thầy giải thì chúng ta mới hiểu được. Còn một bạn nào mà mới tin thì hầu như là chúng ta phải coi tới coi lui vài ba lần. Chứ còn mới mới xem thì cũng không hiểu tại sao thầy chiếu được như vậy. Nó khó. Thật sự là nó khó, cái bài này nó khó. Đó. Và thầy cũng gợi ý luôn, nếu chúng ta mà cái lộ trình chúng ta mà đi ôn để thi vô các cái cuộc thi hoặc là ở trường mà chúng ta không có điều kiện đi ôn riêng ở thầy cô đó, thì cái phần này thì cũng như thầy nói rồi đó, thì chúng ta tham khảo thôi, rồi chúng ta học những cái bài khác. Chứ còn bài này cái khả năng ra đề của họ là rất là thấp, nên mình đừng có dành nhiều thời gian cho những cái bài như thế này. Rồi, xin cảm ơn tất cả các em đã theo dõi bài 169 và hẹn gặp các em ở bài 170 vào ngày hôm sau. Rồi, xin chào tất cả các bạn.